is tree long, followed by tall land. Người kế tiếp phát biểu là đi làm ta. I'm gonna need to change this. Sorry. Dạ, nói cái chuyện 3-4 câu rồi ta dịch xong rồi nói tiếng Việt. Yeah. Okay. Well, before you start, I just want to remind you that you make sure that your time when you translate it, 10 minutes, then half of the hour. So make sure that you stop before that. I see my time. Okay. Ông thầy trưởng nói rằng là tôi muốn nhắc nhở là cộng thời giờ của bạn với lại người trong dịch là 10 phút, sau đó ngừng. Có một sức khỏe dồi dào. On the occasion of the Lunar New Year, I would like to wish all of you as well as your family good health. Và mong rằng sau cuộc họp này quý vị có thể rút ra ít nhiều cũng những ý kiến đóng góp của người dân Westminster để có thể thành lập hoặc để có thể build một cái thành phố Westminster vững mạnh hơn và tốt đẹp hơn. And so I hope that after tonight's meeting, you would learn from the comments of the residents here, so that you could based on that and build a more prosperous and better city. Tôi tên là Trí Lâm. Tôi là cựu quân nhân của chiến tranh Iraq với hai thời của Tổng thống Bush và Tổng thống Obama. My name is Tri Lam. I am a veteran of both Iraq War under President Bush and then President Obama. Lý do mà tôi nói lý lịch của tôi tại đây tại vì tôi cũng đã và quý vị cũng đang làm việc với một lá cờ của nước Mỹ, tức là lá cờ tự do của nước Mỹ. Gửi gắm qua từng thế hệ cùng dầu dỗ xanh con ó. Eastland Food 301-621-8140, 301-621-8140. The reason I brought up my military background was because I served under the American flag as well as what you are doing right now, serving under the American flags. Hôm nay tôi tới đây có một ít đóng góp là cho anh Nam Quy Nguyễn là phó thị trưởng thành phố Washington. Here tonight I have some comments that I would like to make toward Mr. Nam Quy Nguyễn, our city's vice mayor. Anh đã và đang làm một cái kênh YouTube với một người tên là Nguyễn Tiến Dũng và một người tên là Ngô Kỷ. Hai người đó đã mạ lị nói xấu những người đàn bà trên kênh YouTube của họ và anh Nam Nguyễn cũng đang ở có đó. And two other people, Dung Thiên Nguyên as well as Ki Ngô, run a YouTube channel, and on your channel while you were there, you allow them to slander and defame women. Những cái lời nói thô tục và mất dạy đó chứng tỏ là những người YouTuber rất là mất dạy. I'm looking at you. These crew and profanes, these hurt-hard women. See now he cannot understand what I said. So you said not interrupt. You did interrupt. And now, well, let me finish. Let me finish. Then you interrupt. I would like to ask for quiet so that we can address the council, please. Xin quý vị giữ im lặng để anh Trí đây có thể phát biểu trước. Tôi đề nghị ông thị trưởng phải nghe lời dịch của anh thông dịch viên trước, sau khi đó anh mới nói được. Tại vì bây giờ tôi đang nói cho anh và những người dân nghe, anh chưa có dịch mà. Anh biết tiếng Việt phải không?
I propose that the mayor allow the interpreter to complete his interpretation before you make your comment or interrupting us. You understand Vietnamese, do you? You interrupt me. Và những cái lịch sử của anh ta thì quý vị cũng đã biết, chúng tôi đã gửi thư cho tất cả những nghị viên ở đây về lý lịch của anh Nam Quang, và hy vọng là ông luật sư sẽ kiểm tra lại những cái đó có chính thức hay không. Thì tôi hy vọng là quý vị hãy coi hồ sơ của anh ta lại. And you have already know his background. I send all of you as well as the city attorney or statement regarding his background. Anh Nam Quang là người đại diện cho thành phố Westminster nói chung và cộng đồng người Việt nói riêng. Mr. Nam Quang Nguyen represent the city of Westminster and also the Vietnamese community. Tôi nghĩ ông thị trưởng nên phải xấu hổ vì có một thành viên như vậy, vì ông ta là người đại diện cho ông đi ra ngoài đường phố. I think Mr. Mayor should be feel ashamed to have such a member, a council member and a community member like that, representing the city and the community when he acts like that in public. Tại vì một thành viên của mình mà làm những việc xấu thì người chỉ huy phải có trách nhiệm. So when a member did something that's not proper, then his leader or the one in command should bear responsibility, should be accountable for that. Còn nữa, anh Nam Quang đã để trên cái status của Facebook của anh ta đó là những con khỉ đấu tranh cho tự do ở thành phố Westminster, có nghĩa là tôi nghĩ là những con khỉ là ám chỉ những người speaker ở đây. And Mr. Nam Phan Nguyen has on his Facebook status talking about monkeys fighting for freedom in the city of Westminster. I think he was referring to the resident who are making comments here. Còn nữa, khi mà anh ta ở Phước Lộc Thọ ngay ngày dịp Tết thì ảnh để trên Facebook, ảnh nói là đi Tết gặp xui, gặp chó cắn. So he also posts on his Facebook that when he was at the Asian Garden Mall on the occasion of Tet, he was unlucky in that he ran into and was bitten by a dog. Trong cái lúc đó thì chúng tôi đã coi cái video của ảnh trên YouTube, chỉ có một cái lúc là chị ảnh cãi lộn với một người dân tên là anh Mai. Thì không hiểu là có thể là ảnh ám chỉ anh Mai là một con chó cắn ảnh. And so we look on his YouTube, the only occasion we saw that he was at the Asian Garden Mall was when he had a ruckus with a resident named Mike. And so if he was talking about that, then he would be referring to our resident Mike as a dog. Tôi chỉ đóng góp những ý kiến của tôi cho ông thị trưởng vậy thôi. Nhưng mà nếu mà ông nghĩ là những hành động của anh Nam Quang làm đúng thì tôi không còn gì nói với ông hết. So these are my comments and input for the mayor, but if you think and believe that Nam Quang Nguyen act properly, then I don't have anything else to say then. Cảm ơn. Thank you, everyone. Thank you. Before you proceed to the next speaker, I would like to remind each and every one of our speakers that you can address the council. And if you address the council with the evidence to back up, I have no problem with that. But please don't mention any other people in their background and then talk about it. Because we, they are here to defend themselves. And we need to be clear about it.
I did not interrupt you. I interrupted because I want to make sure that everybody quiet so that they hear. Tôi không phải là tôi ngăn cản anh, nhưng mà tôi muốn mà mọi người được nghe trong im lặng. Ông Carlo Mazzo nói rằng là ông luật sư có thể cho biết hay không? Tại vì chúng ta khi mà thề để đi vào trong cái vị trí này, chúng ta phải nghe lắng nghe tất cả những cái câu nói của họ, dù xấu hay tốt. When you talk about people, you don't come up with evidence. And in this public forum, we have never done that. So let's not start something that is wrong. And if the city attorney tells me that they can do that, I will make sure we look into this, and you're gonna see some consequences, because I can tell you that is wrong. Bà ấy nói rằng là cái chuyện vừa rồi nói là rất là sai. Chúng tôi sẽ, nếu mà ông luật sư cho phép, tôi sẽ điều tra về chuyện đó. Ông luật sư nói rằng là cái vấn đề mà khi mà cư dân nói là phải lắng nghe, ví dụ là phê bình ông các dân cử. So the mayor is correct in instructing you to please remain quiet. If you want to speak, you will get a chance to come up and make the city attorney, before you speak about to the public, okay? And before you correct the public, I want to make sure we correct the mayor. Ông luật sư muốn nhắc nhở công chúng thì bà Kimberly Hồ lập tức nhắc ông luật sư. Nói là trước khi mà ông nhắc nhở công chúng thì ông phải nhắc nhở ông nghị viên, ông thị trưởng trước nha, ông luật sư. Tôi sẽ tìm cách đuổi ông nếu mà ông tiếp tục để cho ông thị trưởng nói những cái điều như vậy. Ông trả lời chí Nguyễn gõ búa, nhưng mà có lẽ như là không ai nghe cả. Bây giờ ai cũng nói hết. Bây giờ bà Kimberly Hồ phản pháo ông luật sư, vì ông luật sư nhắc nhở công chúng mà là không nhắc nhở ông thị trưởng. Tôi muốn ông luật sư nói một cách trắng trắng rằng là ông không có phải gọi là nhắc nhở công chúng phải mang theo bằng chứng gì mà họ nói cả. Họ có quyền phát biểu mà không cần phải mang bằng chứng. Và bà Kimberly Hồ muốn nhắc ông luật sư như vậy. Ông Carlo Manzo nói là khi công chúng nói có thể là đúng, có thể là sai, nhưng mà chúng tôi ngồi ở trên đây, chúng tôi phải và tôn trọng công chúng và ngồi lắng nghe. Chúng ta không cần thiết phải ngồi nói qua nói lại giữa các nghị viên và lại thị trưởng với nhau như vậy nữa. It's correct, because she should not be threatened. Official.
Council member, let me respond to this. Council member Menzo, I remember vividly that you told me last meeting that I understand if there is a personal attack, I need to jump in. Didn't you say that? I did exactly what it is today. So please, stop. There's no more of this. Please, luật sư nói rằng chúng ta phải ngừng lại nói chuyện với nhau để mà quay trở lại nói nghe công chúng nói đi. Bây giờ thì coi như là gần như là các dân cử họ nói chuyện gọi là overlap với nhau, nói người này nói người kia nói, chứ không còn giống như cái luật của họ đưa ra là cái luật của họ đưa ra là coi như là im lặng khi người khác nói. Chính những nghị viên trong thành phố, dân cử trong thành phố đang vi phạm cái điều họ đặt ra. Và bây giờ là ông Nguyễn Phương Hùng lên phát biểu.